Vô tình hình là mấy bữa nay thì lo làm ba cái đồ án cho nên là không có ra được clip gì cho các bạn. Bạn nào mà học đại học thì chắc là sẽ biết là ba cái đồ án thì nó rất là tốn nhiều công sức, thời gian cái thứ. Đó thì bữa nay cũng sẽ tranh thủ hướng dẫn anh em một cái trick. Cái này thì cũng có một số anh em nhờ mình làm. Đó là trick pineal. Đó, pineal thì nó cũng giống như là palm spin fingerless thumbnail và nó sẽ trông như này. Đây là palm spin fingerless thumbnail thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó qua ngón trỏ như này. Đây chính là pineal. Đó, đây chính là pineal. Đầu tiên để làm được cái thằng palm spin fingerless thumbnail hay là cái thằng pineal thì chúng ta phải làm được cái thằng này trước. Đó, chúng ta phải làm được cái thằng palm spin trước thì chúng ta mới làm được hai cái đó. Nhiều bạn là mình hỏi là tập được palm spin chưa thì nói chưa, nhưng mà cứ đòi mình dạy cho cái thằng này. Đó, cứ đòi là dạy quay cái kiểu đó giống anh thì làm sao mà mình dạy được. Các bạn thấy vô lý, các bạn hỏi một cái câu rất là vô lý, tại vì bây giờ các bạn chưa biết chạy xe đạp đi, các bạn đòi mình dạy cho các bạn chạy mô tô, các bạn đòi đi đua, làm sao mà mình dạy được cái chuyện kinh khủng như vậy. Thế đó thì đầu tiên chúng ta phải làm được những cái cơ bản trước thì mới lên cao được. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút giống như là chúng ta thumb round, nhưng mà thay vì bây giờ đẩy qua như này và chụp lại thì chúng ta sẽ đẩy qua và nhanh chóng ngửa cái tay ra, sau đó thẳng thẳng cái tay của bạn ra như này, thật là thẳng. Các bạn phải đảm bảo là cái tay của các bạn nó thật là thẳng và thật là căng, chứ không có, đừng có để chậm chậm như này. Các bạn tưởng tượng là các bạn sắp đi tán thằng nào đó, các bạn phải để cái tay nó thẳng thẳng ra, chứ các bạn đâu có ai mà đi tán người ta mà để cái tay như vậy. Đó, nhiều bạn là nhắn tin Facebook mình hỏi là bây giờ em để cái tay thẳng rồi mà làm sao mà đẩy nó không có lăn được trên mu bằng trên cái lòng bàn tay. Đó, các bạn gửi cái hình qua, các bạn để cái tay như vậy. Đó, các bạn để cái tay như vậy. Đó, thì giờ mình hỏi các bạn là các bạn có bao giờ đi tán người ta mà các bạn cứ để cái tay như vậy không? Các bạn cứ để tay các bạn tán như vậy không? Đó, thì các bạn phải thẳng cái tay ra như này thì cái bút nó mới lăn trên cái phần này được. Đó, như này. Sau khi mà đã làm được cái thằng palm spin rồi thì chúng ta sẽ gập ngón tay giống như là khi mà chúng ta làm cái fingerless thumbnail. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ gập ngón trỏ thay vì là gập ngón cái, tại vì đây là cái hướng dẫn pineal, mình không thể nào mà mình hướng dẫn ngược lại cái kia được. Đó, chúng ta sẽ gập ngón trỏ mà không phải gặp theo cái kiểu thô thiển vô duyên bất lịch sự, gặp theo kiểu này là bất lịch sự. Chúng ta phải gặp cho nó sang lên, cho nó chảnh, thật là sang chảnh quý tộc lên. Đó, lúc nào cũng phải giữ cái thần thái rất là quan trọng. Chúng ta phải gặp cho nó đó như này, nó sang lên, nó sang lên anh em. Đó thì chúng ta sẽ gặp ngay cái đố thứ hai từ trên đếm xuống 1 2, chúng ta sẽ gặp ngay cái chỗ này, gặp lại. Và các bạn nhớ một cái công thức cho mình là tay nào thì hướng ngược lại, tức là sao, bây giờ mình đang quay bằng cái tay phải thì bây giờ mình sẽ vừa gặp ngón trỏ lại vừa nghiêng cái tay về phía cái hướng tay trái. Đó, gặp lại nghiêng về phía bên đây, gặp lại nghiêng về phía bên đây, thì lúc đó cái cây bút nó mới qua được cái ngón trỏ, nó mới bị cuốn về phía bên tay phải, tức là cuốn về hướng cái ngón trỏ đang gặp và nó sẽ qua được cái ngón trỏ. Chứ mà bây giờ các bạn gặp lại, các bạn giật ngược bên đây thì cái cây bút nó sẽ bị cuốn về phía cái ngón út và nó sẽ bị văng ra ngoài chứ nó không có qua được ngón trỏ. Các bạn phải lưu ý cái công thức đó, tay nào thì nghiêng về phía cái hướng ngược lại. Về cái việc tăng số vòng cho pineal thì nó cũng tương tự như những cái chiếc khác, giống như là palm spin fingerless thumbnail hoặc là high tour hoặc là pull can twisted sonic bus thì các bạn có thể tham khảo qua những cái video đó của mình. Còn ở trong video này mình sẽ không có nói cái chuyện đó, mình chỉ lưu ý là bất kỳ một cái chiếc nào thì cái việc tăng số vòng nó cũng là một cái chuyện là mất nhiều thời gian và nó kéo dài trong nhiều ngày, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Kiểu bây giờ cũng có, hay có một số bạn, cũng không có nhiều lắm, một hai bạn thôi, nhưng mà đã từng hỏi mình là chỉ cho bạn cái cách để làm được hai tua x5 x6 đó, nhưng mà bạn không muốn tập x2, nhưng mà bây giờ bạn muốn tập x6 thì phải làm sao. Không bao giờ, mình nói thiệt là không bao giờ là có cái chuyện đó, trừ khi nào mà bạn chơi với chúa thôi. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình, tương tác để cho mình biết là các bạn có thực sự thích những cái video hướng dẫn như thế này không, và bấm đăng ký trang của mình trên Facebook là Neko Ok Nakachan để tiếp tục nhận được những cái cập nhật mới nhất và sớm nhất từ mình. Cảm ơn các bạn đã xem video.